Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 4 khu nhà cao 12 tầng, 78 căn hộ, nhà liền kề, khu trung tâm thương mại và khách sạn quốc phòng, căn hộ cho thuê, trường mẫu giáo, trường tiểu học và khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, hệ thống giao thông, vườn hoa cây xanh, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải. Dự án được xây dựng với diện tích trên 100.000 m2. Dự án hoàn thành sẽ bố trí 616 căn hộ các loại, quy mô sử dụng cho khoảng 2.400 người, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, khớp nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt, sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở cho cán bộ, sĩ quan vùng 4 hải quân, tạo điều kiện để các đồng chí ổn định hậu phương, an tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.